Đây cá mình gỗ nhiều. Cá mình gỗ bự ghê cả nhà. Rồi em chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Nãy mấy anh em lại về quê của Thông nữa nha. Nữa kìa. Anh em về quê Thông quậy bữa nữa cả nhà ơi. Sáng cái gì bự. Nước giờ nó đang gồng. Mấy anh em mình phải đi theo con xẻo ngọt. Tôm, chữ cá bự không à. Dính cá nhỏ. Cá gì hàng tôm ta? Cá vừa hàng tôm này nè ha. Nè. Nhìn tôm tươi ha. Thấy không? Gì? Mấy cây giọt không? Ăn tôm. Con cá. Cá không vừa. Không vừa. Con chạy á. Lấy cây thì thọt thọt kêu đó đó. Phóng ra ngoài hư luôn á. Chấm dừa. Lực bên nặng bên thôi nha, càng quá nha. Bên cái sầu riêng hay bên không? Ngon thấy ngon, ghé qua thôi à. Có gì vậy, cắp dừa. Này có mấy cái bún, cái cống á. Chút đi vô con cầu. Ờ, cắp dừa bự rồi, cắp dừa dính luôn, ghê à. Còn gì cống đi. Đây có cái cống à. Cống nghe bún sôi á. Cống nghe đó đó. Sao giờ? Ôi, học đầu luôn. Ừ. Chạy quá tại đây làm được. Đợi mở cống rồi. Em lặn yếu quá. Đây có cống rồi. Tôm mới bún ra nè. Hả? Tôm mới bún ra. Bún bụng tấm. Ờ nó bún tấm vợ hả? Bự không? Bự. Đó nguyên cái bụng như tấm sao mà ngon. Ra luôn rồi. Ra luôn rồi. Bún ra luôn. Sao bự á? Quá xẻo nhỏ đó thử coi. Mr. Bình. Ừ, đơn bình lặng với hai. Ủa chứ. Chết bà rồi, phải xuống dưới đi nó ra rồi. Nó dưới đây sợ. Coi coi nó tâm đó nè. Chứ đừng 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 kép. Kép đi vô mặt. Má mà mốt chắc mua chai sức tè sức quá. Rồi, tôm đầu tiên. Không biết bao nhiêu con. Nước này ít tôm.
ngắn mà đen ta. Nó đó. Không phải. Nó biết cái bọng này luôn đó. Con. Con bắt đi. Em ém đâu đây nè. Nó phóng bụng con ngực. Em ém đâu đây tiêu à. Ra luôn rồi. Nhãn không? Đây nhãn nữa không? Ừ. Rồi để chích nó ta. Nhật lớn rồi cả nhà ơi. Nè mình vô thăm hai cái đùi chuột ở nhà. Cái gì? Để đùi chuột. Thằng cha không làm cái cầu xuống đó. Dở luôn coi có không thôi. Đâu ở ngoài đó. Ừ, vậy đó. Đó, đó. Ghét không á. Tụt xuống, đó. Đẹp đó. Quá trời đẹp luôn. Trời. Bữa cha em dở được 1.4 tép. Ghê à. Tép mặt đất với mặt non. Hai cái hả? Cái này không à, cái này chạy nhiều nhất. Chứ mấy giác luôn hả? Đúng rồi, cái giác hay gì? Không, cái bạc nhiều lắm nè, có tại tép bạc kim dừa. Dừa khô à. Ừ. Gam. 1, 2, 3 chỗ ta. Trên đây bị lủng hay gì? Chắc bị lủng. Con gì cắn. Nè, không. Bọn mà. Nó cắn. Sao mặt ta lực đâu có, mặt mày kìa. Thơm á vậy. Vô. Còn sót đám này. Cốc này. Rồi đây túi đây chậm vậy. Quá tội luôn nha. Nghe chụp con vậy. Ghét không? Đang cầm không không? Cầm dây đỏ ở đây. Ừ. Cầm dây đỏ cọc lại đó. Vấn hồi cầm dây kéo đâu không tới ạ. Ừ. Rồi, cầm dây ra. Mì lủng không? Lủng dưới đây nè. Mì. Rồi chim. Đổ cậu xuống chim. Yeah. Đó rồi, thăm luôn hai cái đi. Dừa nó chọn ấy nè. Ừ. Ghê. Dừa chọn nghe lỗ. Dừa chọn nghe lỗ. Có sao không? Ừ. Con à. Con để đâu? Đâu luôn đi. Ăn đó luôn. Xui đựng đau cũng có thôi.
con dừa mập. Này sắp mớm chứ chưa bị mớm. Sắp mớm. Anh chào vợ ký mấy tép này. Tôm tết nè. Tôm Alaska. Tôm hùm miền Tây ha. Này bữa nay chỉ đạp cúc bần rồi đi sáng bắt một con lâu hí bà luôn, câu lấy mì á, những lấy mì sáng ê ta luôn, về sao đừng gì chơi bờ tỏi á. Ít gèo nó con nữa nha. Bí này nấu canh được không? Được luôn hả? Được chơi luôn à? Nhắc nấu canh được. Nhắc mấy cái đọt này cho nó nhảy à. Có gì chơi đó thôi với cái xe vậy. Đó. Nghe ngoài kia cá đóng. Nghe ngoài đây nè. Rau đắng không? Nấu rau đắng cho anh Lực ăn nè. Cả nhà có ăn loại rau này chưa? Này là rau chùm ngay nữa nha. Ăn được ba. Tốt lắm, chưa bù ngót. Ăn vô cái mày gì không á. Có kỹ chưa? Có mệt không người không? Không. Bên đó. Này, rau chùm ngay nè, rau này ăn tốt. Nhưng mà ai đang yếu người thì đừng ăn đó. Tại gì? Tại gì? Tốt quá nó bị hèn. Nói này nó có gì, có tính hèn. Mẹ tao mà phát lãnh, mới ăn xong rồi bất cảm nữa. Nó đang rung chân quá tài rồi sao tài. Ăn xong này, cả nhà có thể lên mạng search Google á, kiếm rau chùm ngay là sẽ biết tác dụng đó. Rau này nó hàm lượng dinh dưỡng cao lắm. Lật hết lá luôn, đâu bỏ mày. Chưa, tốt mày giấy rồi nè. Năng lượng dữ lắm á. Calo dữ lắm. Tước này là bán tầm 1000 ký á. Quá hả? Ừ. Bán là bán bó vậy hay nè. Đọt ấy vậy? Khế à? Đợt này nó vườn nhà thông tàu nhiều lắm đó nha. Mày sau này ít ăn quá trà, anh đố cũng hết. Mới khâu à? Mới khâu nó không à? Ăn giải cảo mày vậy? Lọt bẹp, nó lộn luôn. Cá tép anh em bằng xong đó nha. Mình sẽ ướp kho tiêu với. Giờ ngoài vườn người đâu có làm món gì mà cầu kỳ đâu. Này mất gì vậy mình ghim á. Nhờ găng dừa phải không?
Dạ mình ấy cũng được vậy mà không có giàu là không được thôi. Có tiêu đi. Có giàu là vậy không có đồ để mài đó, trong vườn nó mồ mài. Phải gần cạp á. Cạp nhà. Đó mình dạng mình ghim á, nhớ ghim mấy không? Ghim mặn á. À, cháy với tỏi hả? Ừ. Đây vô đi. Vừa mấy con tép mình nấu canh thôi. Tên nấu canh chẳng ngon. Đây nó nấu canh ha. Ừ. Nhiều không ta? Một cò ở đây, canh chứ cũng ít rồi. Để bắt non rồi. Hiếm á. Trời mưa là chạy dữ lắm. Rồi như vậy nấu canh ha. Ừ. Cái cạn cua này, ở cạn tôm này là làm được muỗng cơ không ạ? Tôm ăn cạn này cảm ơn hết ướp quen thuộc viên luôn chưa không hả hả vớt không nghe vớt khẩu vậy được được nay thiếu đồ nhiều quá. Thiết gì? Dầu ăn. Vườn mồi khó trái quá ha. Ừ. Gió quá gió. Trái cái là trái dữ. Gió thổi. Giờ ngày qua cũng mưa nhẹ. Ừ. Mấy cái này nó cũng hơi ỉ ỉ rồi. Qua đây cũng mưa lâm râm. Ngồi đâu cũng thấy ghê con đất á nha. Rủ anh Lực nấu canh ra con đất mà anh Lực không nấu. Anh Lực nấu canh ra con đất anh Lực nói ai ăn. Lúc mà anh Lực có đi đám đâu cả nhà có gặp nhớ mời anh ăn hủ qua đâu cả nhà. Hủ qua ra con đất rồi. Ừ. Cái món đó Lực anh mê lắm. Chìm nó đi bứt lá chuối khô rồi anh Lực. Ủa nhóm lửa hả? Ai biết đâu đi ra vườn mà thấy xé lá chuối tẹt tẹt tưởng ngay chứ. Lá chuối gì thấy không xong. Không xong mà xé lại lia lịa nữa là tới công chuyện luôn á. Tôi lật trái rồi, nó trái cấp kỳ luôn á. Bớt khói, bớt gió rồi bạn. Rồi rồi. Vô tép. Vô cho nó chín nè. Gió thổi táp đủ hướng. Gió thổi nó lâu sôi. Nhà cũng quen cọt luôn. Chơi khó ớt. Ớt còn nhất nè. Mấy người mấy hay. Trứng cá. Trứng cá. Cho ít bột ngọt chưa. Quá tài à. Mưa tới luôn rồi cả nhà. Gió quá gió à. Trang miếng nó cho mặn ăn cho đã nè. Bấm này không mặn đâu. Không mặn.
cho canh vô luôn, cho rau vô luôn. Trời quá sâu rồi. Rau đặc. Là tính cho mấy anh em ăn thử chụp ngay mà cha không đốn mà. Còn có mấy ngoe à. Đây cũng được. Chị em là chân nó gung gung mà ăn không có sao không? Đi không lỡ em. Chị nát lết. Chụp ngay vô ăn cái ngay hả? Vô tiêu hai bên luôn á. Lực ké không? Có anh vô luôn rồi, nhắc xuống luôn. Dành của anh Chính. Giòn dương, giòn dương nhát cho cô cũng dành, nhát tước. Yeah. Không cần luôn. Thôi chờ chứ. Không cần. Thấy. Dư đũa hả? Dư đũa. Dư đũa không có dư chén có khách người ta. Không. Rồi mời cả nhà ăn bữa cơm bụi với anh em nữa nha. Cơm đạm bạc. Mò mà nước lớn quá, nhờ cái đồ chuột nó cứu rồi. Là miệng trứng cá xanh xanh rồi. Rồi mời cả nhà ăn cơm luôn. Chả kho tép bạc đất. Ở này tép bạc non cũng ngon như ngày nào ha. Tấp ngực quá. Này chủ yếu chế cho mặn mà cũng mặn rồi. Mày chế thêm vậy? Thôi, rồi. Để chan riêng vô chén đó. Húp. Bao mặn. Một trứng cá. Trứng cá ngon hả? Ừ. Làm hẳn trứng à. Ăn con cá. Sao quá. Bóng dừa. Một tổng hợp ăn trứng cá rồi. Ừ. Cay quá. Trứng cá cay không? Ừ. Mùi hơi mặt nó đỏ lên nữa rồi. Ăn lợn trứng. Đây tơ cá tép vô nè. Tép được. Chào. Nó cục luôn. Ngay nó cục luôn. Con cá này hại quá. Rồi. Chạc mắt rồi. Nhìn lực vô à. Vô. Tại cũng ngán ngon thơm. Nó hả? Bốn lòng đá gì bốn lòng trứng nè. Té có ngọt. Trứng cá thơm. Nhớ ăn cay cũng được được lắm. Thôi càng yếu nữa rồi ta. Nước cay ăn được mà ăn vô đá ăn không được. Cái này ăn canh đâu đáng rồi. À, chiến tranh trước rồi. Canh dầu đắng nào. Bữa nào nấu thiệt cái tôi ăn bữa vô khuyết. Nấu xong mình lấy làm vớt bỏ. Canh dự lấy nước rồi. Dầu á. Canh dầu đắng anh bỏ ớt vô nhiều nhiều vậy chứ. Còn Dương nó ăn. Không ăn. Thử ai ăn được. Trời ơi. Gà tập tàn nó ngọt rồi. Lạ. Tép vô, tép vô. Vô nè, có nè. Có chưa? Có. Cài quá. Làm đi canh nè. Chúng ta mới về nhà hái nguyên bột. Từ tím này nó ra quá chừng ra. Trời ừ. Hả? Ừ. Mưa nè.
Nhưng mà mình đặt là nó phóng lẹ. Ngọt dữ. Ngọt. Mướp. Tôi dền. Ngày mưa là cây đó nó tốt. Không nắng quá không nhảy nổi, hôm nay mưa. Nấu canh. Nồi vậy bỏ những trái hay trái mướp nhỏ nhỏ. Ngọt dữ lắm. Rồi, ngồi với cây dừa cũng dừa luôn đó nha. Cơm xong rồi giờ mình bỏ lấy nè. Dừa này cứng. Nào. Cứng rồi. Không cứng. Bảo đảm. No. Ăn mưa. Uống đi. Đó, sắn lên đó. À. Đãi đi. Sứ dừa. Vậy đưa cho anh Lực cắt á. Ừ. Hai trái đi. Rồi, mẹ lên này uống được rồi. Được. Nứt đít. Sao nứt nứt chứ. Không có ngọt. Đó, ờ, đưa tới đây. Tan. Sứ dừa nứt đít chê hả? Chê. Sứ dừa mà tôi vừa nứt đít. Đâu. Làm gì trời? Dừa này ngọt hay gì đó. Thì kia. Ngọt không? Em muốn thử rồi, thôi em muốn thử nè. Ừ. Sao ngọt bằng cái này? Thấy thứ luôn. Cái này già. Nãy cho bao nhiêu? Đây này em bẻ hai trái này ở trong cậy thành ra nó cứng quá. Nó không ngọt bằng ở ngoài cái đít, ngoài cái đuôi dưới. Ba nhát hả? Ba nhát. Mà mày này ba nhát đập chứ không phải ba nhát chặt nha cả nhà. Thử rồi, mở ở nhà nha. Lệnh lực luôn. Miếng miếng rất là khác quá. Ừ, nha. Mày không? Ừ. Mày cho lát. Bên nó đi cho nó dễ. Đập lên đây nè, ra dễ luôn. Đổ lum ra. Rồi, rồi, vô mày cái nhà nha. Quá ngọt, quá im. Nó đã. Tay mình chua dưới cái tay. Miệng chua. Này đúng là no cành hông luôn à. Ăn rồi uống là no sai luôn. Này no chưa sai. Mình nhỏ chơi cờ cổ. Nhỏ phải đập. Ăn nó nổ ai. Giật bóng nữa. Giờ mới nào đích. Trời ơi, mất cái quán luôn rồi. Te về chết rồi. Tao quá cầm dễ cầm hơn. Không. Gì? Ơi, tào lao rồi chứ. Ta ăn bằng ta ăn bằng cái kia mới ngon. Ừ. Cắt cục quá rồi. Chứ nãy là cho là dễ cầm hơn. Trời ơi. Đi đía. Đía không được thôi. Đi đía bị bắt hoài. Ăn cơm cũng xong rồi. Mình giờ xin chào tạm biệt cả nhà đi. Hẹn cả nhà những clip sau. Rồi, tạm biệt cả nhà.
nói